chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Mỗi buổi phát sóng gồm tin tức và chương trình với thời lượng 30 phút từ 6 giờ chiều, 8 giờ tối, 6 giờ sáng và 8 giờ sáng hôm sau theo giờ Việt Nam. Trong đó, quý vị có thể nghe qua sóng ngắn bởi phát sóng vào 6 giờ sáng trên tần số 13.650 kHz hay 22m. Các buổi còn lại phát qua vệ tinh. Trên kênh Radio 2 phát thanh trong nước Nhật, bản tin thời lượng 10 phút phát từ 10 giờ 30 phút tối giờ Nhật Bản, từ thứ 2 đến thứ 6. Quý vị có thể nghe và xem tin tức cũng như chương trình trên trang web của chúng ta tại địa chỉ mhk.jp/vietnamese. Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin của NHK World Japan. Chuyên gia Nhật Bản cảnh báo khả năng số ca nhiễm virus corona sẽ tăng mạnh trở lại ở Tokyo. Viện dẫn tình hình gần đây, số ca mắc mới mỗi ngày đều tăng so với một tuần trước đó. Chuyên gia cố vấn cho chính quyền thủ đô Tokyo đã quyết định tại cuộc họp hôm nay thứ Năm là sẽ duy trì cảnh báo tình hình lây nhiễm và hệ thống y tế ở thủ đô ở mức cao nhất trên thang 4 cấp. Chuyên gia nói rằng, tính đến thứ Tư, trung bình số ca nhiễm tuần qua là 418 ca, tăng 11% so với một ngày trước đó. Chuyên gia đề cập đến làn sóng lây nhiễm thứ Ba xảy ra vào đợt nghỉ cuối năm và đầu năm mới. Khi đó, số ca nhiễm trung bình ở mức khoảng 400 ca trong khoảng 3 tuần, sau đó bắt đầu bùng nổ ca nhiễm. Chuyên gia cảnh báo rằng các biến thể với khả năng lây lan cao hơn có thể sẽ khiến cho tốc độ lây nhiễm tăng lên. Chuyên gia cũng nhấn mạnh cần có các biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế di chuyển của người dân. Chính quyền thủ đô Tokyo thông báo có 570 ca nhiễm mới vào hôm nay thứ Năm, tăng 118 ca so với thứ Năm tuần trước. Như vậy, đã 5 ngày liên tiếp, số ca mắc mới mỗi ngày đều tăng so với một tuần trước đó, và nâng tổng số ca nhiễm ở thủ đô lên thành 170.945 ca. Giới chức cũng cho biết có 3 bệnh nhân tử